Sài Gòn nắng vẫn đầy tay, bước chân đã ngại lối về phố xưa. Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Một nước Mỹ thật hơn với tôi. Từ chuyện bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có việc ở Hà Nội. Nhiều người cho là dư luận Việt Nam do lâm cảnh khủng hoảng cúm tàu nên không có trạng thái tốt để đón bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ như đón các ông Tổng thống Mỹ trước đây. Nhưng chính sự kiện bỏ rơi Afghanistan cho quân đội Taliban khiến hình ảnh Hoa Kỳ hụt hẫng trong cảm xúc dư luận Việt Nam. Dù Nhà Trắng có đưa ra lý do chính đáng gì đi nữa, thì thực tế vẫn sờ sờ. Cặp đôi Joe Biden và Kamala Harris, đại diện cho quyền lực Hoa Kỳ, vừa làm cái việc thất tín với chính thể đồng minh của họ như đã từng bội ước với chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Từ nay trở đi, không có gì đảm bảo họ sẽ không coi các cam kết với các chính thể đồng minh chỉ là việc họ toàn quyền thay đổi, hủy bỏ tùy thời vụ. Tôi là người sinh ra ở miền Nam Việt Nam, có tuổi trẻ từng sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nhận thức của tôi về biến cố 1975 chỉ là đỉnh điểm kết thúc chiến tranh vì chính phủ Hoa Kỳ đã tự cho họ cái quyền là xong việc của họ ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù vẫn thường có cảm giác cay đắng đau buồn khi nhìn các thế hệ người Việt Nam hy sinh vì lý tưởng tự do, nhưng cho đến tận hôm nay, 46 năm dưới ách độc tài Cộng sản, tôi vẫn vững tin là mình đã có đủ may mắn là người miền Nam, từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã thất bại, bị bỏ rơi ư? Không hề. Bởi vì một khi nhìn lại mình và thấu suốt toàn phần giá trị làm người, đã nhận được dưới chính thể và miền đất tôn trọng quyền làm người thiêng liêng này, thì đâu có gì vinh hạnh cho bằng. Trước năm 1975, người Mỹ đến miền Nam Việt Nam để truyền cảm hứng về quyền con người và giá trị tự do dân chủ đa nguyên, thì chính cha anh chúng tôi qua các thế hệ đã đem công sức và xương máu để gây dựng nên tài sản tinh thần vô giá và bất tử đó. Bây giờ, chính quyền Mỹ lại có việc mới ở Việt Nam. Lần này, công việc của họ không chỉ với riêng miền Nam mà cả Việt Nam. Các chuyến thăm viếng từ Tổng thống, Phó Tổng thống và các quan chức cấp cao cho thấy rõ ràng họ trước đây xong việc với chính thể Việt Nam Cộng Hòa, giờ thì lắm việc với chế độ Cộng sản thị trường Hà Nội. Công việc của một siêu cường quốc để phục vụ lợi ích, danh tiếng thì lúc nào cũng liên tục, cho dẫu ngày nay chữ tín trong địa chính trị tranh chấp quyền lợi toàn cầu chỉ còn là thứ còn việc còn lợi thì giữ, xong việc thì bỏ hoặc đem trao đổi, mua bán. Nhưng sao có thể thoát được sự phán xét của dư luận rằng đã thất tín thì không còn tin được. Quận 6 Sài Gòn có ông vốn là một sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông có mặt trên con tàu Việt Nam Thương Tín trở lại Việt Nam từ đảo Guam vào tháng 9 năm 1975. Khi từ chối tị nạn ở Mỹ, khi về ông chịu cảnh tù cải tạo mấy năm. Ông bán cơm tấm vỉa hè để sống. Lúc buồn, ông thường kể, có một vị từ chính quyền bay từ Mỹ tới đảo Guam để nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy nói tôn trọng quyền chọn lựa tị nạn ở Mỹ hay quay trở về Việt Nam của chúng tôi. Nhưng ông ấy nhấn mạnh rằng 20 năm nữa Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam. Nói thiệt, tôi không hiểu ý ông và không muốn thấu hiểu về việc Mỹ sẽ trở lại. Trong thời gian tôi học tập cải tạo, biết tin người tị nạn đến Mỹ có đời sống tốt hơn mình, tôi chỉ thấy buồn.
chứ không hề nghĩ là có ngày người Mỹ sẽ trở lại. Tôi, tuổi nhỏ ở khu dân cư chạy chiến tranh tỉnh lẻ, được người lính Mỹ quân y chăm sóc, chữa lành từng một ghẻ. Học tiểu học thì được uống sữa, ăn bánh mì Mỹ để khỏi suy dinh dưỡng. Giờ, tuổi hơn 60, gặp lúc cúm tàu tàn phá gây chết chóc ở Sài Gòn, dù không có quyền chọn thuốc ngừa, nhưng vẫn rung rủi được trích ngừa từ thuốc ngừa viện trợ của Mỹ. Chính phủ Mỹ có việc mới với cả Việt Nam. Lần này, qua các đợt tặng thuốc trích ngừa, bà Phó Tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC tại Hà Nội và khẩn cấp tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều thuốc trích ngừa Pfizer. Đó là một trong vài tin nóng mà người dân thường Việt Nam được phép biết và công việc mới của chính quyền Mỹ. Nhưng dù có biết các việc mới, kể cả nổi và ngầm của chính quyền Mỹ với chế độ Hà Nội, có lẽ vẫn không là yếu tố để người dân thường Việt Nam thêm tin chính quyền Mỹ, nhất là với người Sài Gòn. Tôi có dịp đến Mỹ qua một học bổng nghiên cứu về hậu chiến tranh Việt Nam. Lúc nhận các câu hỏi của thính giả dự thuyết trình, tôi nhớ có một bạn sinh viên gốc Việt, con của người tị nạn Cộng sản. Cậu sinh viên ấy chỉ hỏi một câu ngắn gọn: nếu các ông phản đối hoặc không thích, chống Cộng sản, sao các ông đến được đây? Câu hỏi thật rạch ròi. Hình ảnh các bà mẹ Afghanistan đau đớn đứt ruột gửi con mình cho các quân nhân Mỹ với hy vọng những đứa bé ấy thoát khỏi họng súng chế độ Hồi giáo cực đoan. Có thể 20 năm sau, khi trưởng thành, những người Mỹ trẻ gốc Afghanistan lại hỏi chính câu hỏi đó với đồng bào giữ chính kiến cam ghét chế độ Taliban có dịp đến Mỹ. Nhưng sẽ không ai hỏi chính quyền Mỹ rằng sao thể chế văn minh non trẻ mà cha ông họ phụng sự, thể chế được truyền cảm hứng và trợ giúp từ các công dân Mỹ, sao lại chính quyền Mỹ buông bỏ chỉ như một công việc thời vụ thất bại. Dư luận thường dân Việt Nam biết bà Tổng thống Kamala Harris đến vì công việc mới của người Mỹ ở xứ này, và cũng biết chế độ Hà Nội cũng vì công việc mới đón tiếp bà. Ở thời, mọi giá trị đều trở thành thị trường toàn cầu, nên dễ hiểu khi Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội đến với nhau, coi nhau là thương vụ. Nhưng trong mắt thường dân Việt Nam, lần này bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam không còn với ánh hào quang của lý tưởng quyền con người, dân chủ tự do đa nguyên nữa. Và hình ảnh chính quyền Mỹ thật hơn khi thật sự không còn khoác cái áo lý tưởng đầy cảm hứng đó nữa. Sài Gòn, 26 tháng 8 năm 2021, Trần Tiến Dũng. Nắng vẫn đầy tay, bước chân đã ngại lối về phố xưa. Từ trong nhành lá đông đưa có cơn gió lạ tình cờ thổi qua. Sài Gòn những tối lặng thinh, lo âu trong mắt lạ nhau tiếng cười, vô hình ngăn cách đôi nơi, mỗi người mang nỗi đơn côi riêng. Còn đâu
phê.